Ca ca, Long Di, chúng ta quay về có thể đi con đường của hồ linh nhật đó không? Muội muốn thuận tiện về nhà xem thử. Đứa trẻ này là nhớ nhà rồi. Ký túc xá trường. Được, đương nhiên được. Nếu không phải công đức của ta không kháng nước, ta cũng muốn tới nhà của muội xem thử. Thiệt hả? Ca ca, chén nước đơn giản, ngọc chén nước không đáng tiền. Vậy thôi, tới nhà của Long Nhi làm khách thôi. Đá kỹ, đi không? Nghe theo công tử vậy. Đông Hải Long Cung, trung tâm cung điện. Thành huynh, cứu ta với. Tây Hải Long Vương, Ngao Dân. Bệ hạ, Tây Hải Long Vương có chuyện cầu kiến, chúng ta thiệt sự không cản được. Nam Hải Long Vương, Ngao Vũ cầu kết ma nhân, phản bội Long tộc, ấm toán ta. Ta liều một hơi thở cuối cùng tới Đông Hải của sư huynh. Sự về tới nước này, huynh còn muốn đứng ở ngoài sao? Ngao Thành, dân đệ, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Bắc Hải Long tộc bị diệt hết ở trong đại kiếp, Nam Hải Long tộc tư thông với ma tộc. Hiện nay ta cũng trúng kịch độc, Long tộc chỉ có thể dựa vào Đông Hải huynh rồi. Để chúng độc sao? Độc mà Nam Hải dùng là phệ long cổ, rất bị ổi. Người chúng độc chỉ cần chạm vào da của người khác thì có thể truyền nhiễm độc này. Ta nhất thời sơ ý đã trúng chiêu của hắn. Loại chuyện này đệ nên nói trước khi ta chạm vào đệ chứ. Xong rồi, Ngao Thành huynh sao lại sơ ý như vậy được? Người sơ ý rõ ràng là đệ có được không hả? Tin tốt là như này, huynh không thể đứng ngoài sự việc được nữa. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tiếp theo phải làm sao? Đệ chắc chắn là cố ý. Tập kết binh lực của đệ và ta cùng nhau giết tới Nam Hải, ép trên đó giao thuốc giải ra. Chỉ đợi câu này của huynh. Chúng ta sớm nên toàn kết thống nhất, Long tộc mới có hy vọng và tương lai. Công chúa nói cao nhân muốn tới làm khách, đặc biệt kêu ta mau chóng đi thông báo, chuẩn bị thiệt tốt nha. Đuổi đi, mau đuổi đi. Ta và Long Vương của các ngươi lập tức xuất binh, nhất thống Long tộc. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong sinh mệnh của bọn ta, sao có thể để người khác làm phiền chứ? Xin lỗi, dân đệ, hôm nay thiệt sự không khéo. Khách quý tới cửa, hay là đệ tiếp tục tự mình chống đỡ? Ôi địch mở. Chuẩn bị, nhất định phải chuẩn bị thiệt tốt, mọi thứ quét dọn sạch sẽ nha. Xem ta tự tay làm mấy món nhắm rượu cho cao nhân. Tây Đại Dương lượng thứ, công việc của chúng ta khá gấp gáp. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Cái Chép Cung. Đông Hải Cái Chép Cung sao? Ôi địch mở, huynh bị điên rồi hả? Đại công cáo thành. Các ngươi chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng đệ, sao đệ vẫn ở đây chứ? Long tộc ta, người chết thì chết, người phản bội thì phản bội, người điên thì điên. Hết cứu được rồi, hết hy vọng rồi, để ta an tâm qua đời đi. Nhưng đệ, đệ đừng như vậy chứ. Huynh không cần khuyên ta, ta đã thất vọng tột cùng rồi. Nhưng đệ, ý của ta là... Đệ nằm ở đây rất không khoan nhã, để cao nhân nhìn thấy thì không tốt đâu. Nằm ở đây chắc chắn được rồi. Quăng... đi mau, cao nhân sắp tới rồi. Ca ca, huynh nhìn xem. Phía trước là nhà của muội đó. Đá Kỷ, Lý Niệm Phong, Long Nhi. Đông Hải Cái Chép Cung. Nhà của muội là ông trùm thương nghiệp gì hả? Quá hoa lệ rồi. Chào mừng Ngũ tiểu thư về nhà, chào mừng Lý công tử, chào mừng Đắc Kỷ cô nương. Người hầu ở cửa thực sự giống như xã hội đen vậy. Ngũ tiểu thư, lão gia đã đợi nhiều giờ rồi. Con gái, Lý công tử, Đắc Kỷ cô nương, các người tới rồi. Mau mời ngồi. Cung điện hoa lệ như này, bữa ăn thịnh soạn như này. Hơn nữa, tại sao các người đều có sừng chứ? Lẽ nào các người không phải cá chép mà là... Bờm thôi, ta thật là thông minh. Thì đó là bờm. Cá chép không muốn thành rồng, không phải cá chép tốt. Mọi người tới đột ngột quá, nhà ta sơ sài, cũng không kịp chuẩn bị tử tế. Mong Lý công tử đừng chê bai. Ngao ba bá khách sáo rồi. Tại sao Lý công tử không động đũa vậy? Cha của Long Nhi, hải sản này nhất định là do bữa cơm này khô khan quá, không thú vị. Lý công tử, sao còn chưa động đũa vậy? Lẽ nào do những hải sản này không hợp khẩu vị sao? Không sao, mỗi một người ở đây đều có thể ăn, Lý công tử tùy ý chọn là được rồi. Lên đồ ăn từ khi nào vậy? Công tử! Lý công tử từ xa tới làm khách, còn có gì không quen thì có thể nói với ta. Phong cách sinh hoạt của cha Long Nhi quả thiệt có hơi ngoài dự liệu của người khác, nhưng so với những cái này, vẫn là cái kia càng khiến người ta để ý hơn. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.